Chào cả nhà đã trở lại với series đặc sản quê mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà một cái món ăn rất là ngon ở đây, rất là đặc trưng ở quê mình luôn. Đó là ớt xào lăn nha cả nhà. Ai lớn lên ở miền Tây sẽ được ít nhất một lần được ăn món này cả nhà. Mà cũng níu chân được rất là nhiều khách nếu như là đã một lần thử qua cái món này luôn. Mình sẽ chia sẻ với cả nhà cái cách để làm ớt được sạch ở quê mình luôn nha. Cái này á mình có thể ngoài rửa ớt nữa hay rửa cá đồ được luôn. Hay lắm cả nhà, cái lá chuối này chứ cũng hay lắm đó. Nó làm sạch nhớ rất là hay luôn. Ê cả nhà ơi, đây là phần ớt mình đã mần xong rồi nè. Nó rất là sạch luôn ha. Thịt nó rất chắc luôn cả nhà. Thì cái món này á, đây làm cái món ớt xào lăn này á, mình chuẩn bị là ớt nha, ớt đồng, đặc biệt là ớt đồng thì nó mới ngon nha cả nhà. Ngũ vị bột cà ri nè, ngũ vị hương, cái này là tỏi phi nha cả nhà. Một ít tương hột để mình ướp vô á. Cái món này á mình sẽ ăn kèm với lại lá cách với lại gốc hành nha cả nhà, hành lá nè. Mình sẽ rắc lên thêm một xíu cái này là đậu phộng rang ha cả nhà, cho nó tạo độ béo á, với lại nó rất là thơm luôn. Đặc biệt món này ở miền Tây thì phải có nước cốt dừa ha cả nhà. Thì cái món này á nó gần gần giống như cái món cà ri ha cả nhà, nhưng mà nó ngon, nó đậm đà hơn rất là nhiều. Thì bây giờ á mình sẽ chặt cái ớt để mình ướp trước ha. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi nha. Ớt thì mình chặt cái cục nó hơi to một tí ha. Ngoài ớt á thì mình có thể món xào lăn này á có thể làm từ nhiều cái nguyên liệu khác nha cả nhà. Đây để chuẩn bị để ướp cái ớt nha cả nhà. Thì mình sẽ dầm cái tương hột rồi nè, cho nó hơi nhuyễn ra một tí ha. Để mình lấy được cái độ béo của nó á, với lại nó thấm đều hơn, nó thơm hơn rất là nhiều. Mình ướp vô một phần thôi, hồi mình nấu cái lạc mình sẽ bỏ vô thêm ha. Đây là tỏi phi nè. Rồi mình cho vô đây một ít bột cà ri ha. Bột cà ri cho cái màu nó đẹp thôi cả nhà, chứ mình không có cho nhiều. Chủ yếu là cái ngũ vị hương này nè. Rồi thêm một xíu siêu bột ngọt với lại đường. Cái này thì tương hột nó mặn rồi ha, cho nên là mình không có cần ướp thêm muối hay nước mắm gì hết á. Rồi mình nấu thì mình nêm lại sau. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ dắt cái nước cốt dừa để chuẩn bị đi nấu ha. Thì ở miền Tây mình á thì rất là ưa nước cốt dừa luôn cả nhà. Có rất là nhiều món liên quan tới nước cốt dừa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dắt cái nước cốt nhất ha, là cái nước cốt đầu tiên á, nó kẹo nhất luôn, nó béo nhất trong trái dừa ha. Mình sẽ chia làm hai phần, một cái là nước cốt nhất, một cái là nước cốt nhì ha. Nước cốt nhất mình sẽ để vô sau. Còn nước cốt nhì á thì một hồi mình xào ớt rồi mình sẽ đổ vô mình nấu chung luôn. Đây nguyên liệu xong hết thì giờ mình sẽ bắt lên để xào lăn ha. Mình nấu ở đây mình cho một ít mỡ vô để chi tỏi để mình xào ha. Thì tỏi nó thơm nó vàng rồi ha, cho hết cái phần ớt này vô xào luôn. Mình sẽ cho hết cái phần nước cốt nhì nha cả nhà, hay gọi là nước cốt dảo đó, cho hết vô luôn. Giờ thì mình đợi để mình nấu một hồi ha, cho nó thấm hết cái nước cốt dừa này vô nè. Nó hơi sệt nước rồi ha cả nhà, thì mình nêm lại. Cái món này ở dưới quê mình á thì rất là nhiều người thích ăn luôn ha, đặc biệt là mấy cha mấy chú á thích ngồi ăn cái món này ha, nhâm nhi thêm một ít rượu nữa ha cả nhà. Trời ơi là từ sáng tới chiều luôn á. Đây bây giờ thì ớt mình đã chín rồi nè, cái thịt nó nứt ra ha cả nhà. Đó mình chọn cái ớt đồng á thì nó không có bị bở ra, không có bị gã ra. Đó mình xào sao nó cũng không gã chứ. Giờ mình nêm thử cái nước ha. Được rồi đó. Mình mới cho cái phần củ hành vô. Cuối cùng là mình cho hết cái phần nước cốt nhất này vô ha cả nhà. Rồi nó vừa sôi lại là mình nhắc xuống luôn ha. Rồi ớt chín này nè, giờ mình sẽ múc ra dĩa ha, để bắt lên bếp ga ăn. Rồi, thơm quá trời thơm luôn á. Cái đùi ớt nè, rất là chắc thịt luôn. Rồi mình thêm một ít đậu phộng nữa ha. Món này thì đặc biệt là phải có đậu phộng, ăn chúng nó bùi bùi thơm thơm ngon lắm.
Rồi cả nhà ơi, cái món ớt xào lăn của mình cũng đã xong rồi hen. Bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với hai anh em mình nha. Cái món này thì mình sẽ ăn với cơm hoặc là với bún, bánh mì cũng ngon lắm hen cả nhà. Nhưng mà ở đây mình hôm nay mình sẽ ăn với cơm ha. Như một bữa cơm chiều luôn. Mời cả nhà cùng thưởng thức ha. Trời, nó sôi thì mình thử cái đùi ớt trước hen cả nhà. Đùi ớt đồng rất là chắc luôn nè. Mời cả nhà nghe. Thật nó chắc, nó ngọt lắm luôn á. Ớt nó ngon lắm cả nhà. Thêm cái nước cốt dừa nữa, nó béo béo, nó béo ngậy luôn á. Ăn đã lắm, nhúng thêm chút lá cách nha cả nhà. Món này á, ăn chung lá cách rất là hợp luôn. Món này ăn lá cách thì rất là ngon luôn, rất là hợp. Đây, mời cả nhà nghe. Chào mọi người nha. Nãy giờ quay phim. Quay phim mình thấy mùi thèm chưa? Thơm thiệt á. Lâu lắm mà mới ăn được. Ăn lại cái món ớt xào lăn nước cốt dừa. Không lẽ cái ớt đồng này á, năm mới lên có 1 lần 2 lần à. Trời ơi, trời chỉ mưa quá trời kìa. Ăn riết đi rồi vô nhà. Cái này chịu mưa không à. Uống nó hết ra thôi. Gió quá. Gió. Thôi ăn được gì được rồi, nóng rồi ngồi. Bà cả nhà ăn với mình một miếng ớt xào lăn nha. Dai ghê. Ớt đồng ngon ha. Ngon. Cái da nó giòn. Thịt nó là dai, chắc lắm. Ăn cho nó cách rồi hết bài. Mọi người nghe gió mà thông cảm nha mọi người. Tại giờ đang chỉ mưa lớn lắm. Nó thơm ha. Ngon, thơm. Thơm mà thêm nước cốt dừa nữa, nó thơm lắm luôn. Cái này mà phải gặp cha với mấy chú là ở 2 lít là ngàn.